quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịch độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật đạo. Tịnh độ Đại Kinh giải diễn nghĩa chủ giảng, tịnh không pháp sư chuyển ngữ, hành chương biên tập minh tâm thời gian ngày 6 tháng 2 2011 địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu tập 267 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 323 Hàng thứ sáu từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ chữ bảo giả Bảo Là chữ bảo ở cuối đoạn này Sâu sắc dễ thấy thành này là nét bút vẽ rồng điểm mắt hai câu sau đoạn kinh văn này vì chúng khai pháp tạng rộng thí công đức bảo niệm là hối dạy chúng ta phải đặc biệt chú ý chữ bảo này Bên dưới ông nói Khai pháp tạng Sự khai hiện đó Chính là bảo này Khai pháp tạng là khai bảo này Những gì hiển thị ra cũng chính là chữ bảo này Chữ bảo này lại có ba nghĩa là ý nghĩa bao hàm của chữ này thứ nhất là mỹ xưng tức là khen ngợi như tôn kính phật mà xưng là bảo vương như lai bảo vương là khen ngợi tán thán đối với như lai khen ngợi niệm phật tam muội gọi là bảo vương tam muội chữ bảo này toàn là ý nghĩa khen ngợi tôn kính ấn khế của phật bồ tát gọi là bảo ấn ân khế tức phật bồ tát ấn chứng cho chúng ta chứng minh cho chúng ta chúng ta không nghĩ sai không thấy sai không nói sai không làm sai phật bồ tát ấn chứng cho chúng ta gọi là bảo ấn đây đều là ý nghĩa thứ nhất nghĩa là khen ngợi thứ hai bảo dịch sang tiếng phạn gọi là mani tiếng phạn là mani Dịch sang tiếng Trung nghĩa là bảo Cho nên Trong kinh điển Chúng ta nhìn thấy Mani Bảo Mani Bảo Châu Thấy những từ này Phiên dịch này là Phạn Hoa Hợp Dịch Mani là tiếng Phạn Bảo là tiếng Trung Ý nghĩa tương đồng cho nên đặt chữ bảo sau chữ mani gọi là mani bảo nhân vương kinh lương bôn sở nói tiếng phạn gọi là mani ở đây dịch là bảo hội ý dịch rằng như ý bảo châu tùy ý sở cầu đều được viên mãn nếu ta được như ý bảo châu tất cả sở cầu đều được mãn nguyện thế gian có như ý bảo châu chăng chưa chắc có Trong Phật Pháp gọi là Như Ý Bảo Châu Đều là hình dung diệu Pháp Nếu đạt được diệu Pháp Giống như đạt được Mani Bảo Châu vậy Đặc biệt là Pháp Đại Thừa thực sự đạt được đích thực một người tu học được tam muội khai ngộ là đạt được mani bảo châu khai ngộ là gì là khai phát trí tuệ đức tướng như lai vốn có trong tự tánh như lai là tự tánh trí tuệ đức năng tướng hảo trong tự tánh là thật điều này không phải giả mà còn là vô tận thành ngữ có câu lấy không hết dùng không tận đây là bảo thật dùng mani bảo châu để hình dung nó Ví dụ cho nó. Bảo này chỉ có chư Phật Như Lai biết. Cho nên họ có thể đem tinh lực một đời, thời gian một đời chuyên năng học tập Y theo con đường của chư vị thánh hiền Con đường mà tất cả Bồ Tát thành Phật Là giới định tuệ Do giới sanh định Nhân định phát tuệ Bảo tạng Mani liền xuất hiện Đây là mục đích tu học thực sự trong nhà Phật Khai trí tuệ cũng có ba phẩm thượng trung hạ thượng phẩm đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thành phật đây là thượng phẩm trung phẩm là bồ tát cũng có thể nói là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh chưa đoạn tận tập khí Tiếp đến được định Cũng khai ngộ Chứng quả A-la-hán Dược thoát luân hồi lục đạo Chưa ra khỏi tứ thánh pháp giới đây là nói trên phương diện quả đức tu học phật pháp có ba bậc thượng trung hạ đều có thể gọi là mani bảo bên dưới trích dẫn trong Kinh Niết Bàn Cửu là quyển thứ 9 Nói à, Ma Ni Châu Đặt vào trong nước đục Nước thông lập, thông tức thông lập tức trong xanh à, Trong Di Đà Sớ Sao Đại thông sư Liên Trì nói thông Minh thông Châu thông đặt vào trong nước đục Nước đục không thể không trong xanh. Phật hiệu đặt vào loạn tâm. Loạn tâm không thể không có Phật. Đây là dùng Mani Châu dí chế Phật hiệu tâm phàm khu rất loạn có nhiễm ô dơ bẩn niệm phận giống như thanh thủy châu vậy khiến tâm nhiễm ô tạp loạn khôi phục sự thanh tịnh chân tâm vốn là thanh tịnh vốn là bình đẳng vốn là giác mà không mê vì sao bây giờ lại trở thành thế này Chỉ một câu Đức Thế Tôn nói rõ được vấn đề này Vì vọng tưởng chấp trước Mà không có chứng đắc Nói vọng tưởng chấp trước Trong đó còn lượt bớt một thứ phân biệt Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà không thể chứng đắc thật ra chân tâm làm gì có ô nhiễm đâu có đạo lý này trong chân tâm sao có thể có sen tạp có sen tạp có nhiễm ô không thể gọi là chân chân tâm vĩnh viễn là chân Mặc dù đọa lạc vào trong địa ngục A Tỳ Nó cũng không bị nhiễm ô Vậy Đức Phật nói lời này nghĩa là gì? Chúng ta phải biết nghe Phải hiểu Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Phải hiểu ý Ngài muốn nói Phải biết giọng tưởng phân biệt chấp trước là giọng tâm không phải chân tâm trong giáo lý đại thừa gọi là a lại gia a lại gia còn gọi là ý nhiễm ô giọng tâm không phải chân tâm nhưng chúng ta mê mê trong giọng tâm Chân tâm thì sao Quên mất chân tâm Thời gian lâu ngày Cảm thấy xa lạ Đức Phật nói về chân tâm Chúng ta nghe thấy rất ngạc nhiên Thế nào gọi là chân tâm Chân tâm ở đâu Giọng tâm có sanh có diệt chân tâm không sanh không diệt khác nhau chúng ta buông bỏ hết vọng tâm Khôi phục bản lai diện mục Dùng chân tâm Không dùng giọng tâm Tức là thành Phật Thành Bồ Tát Bồ Tát này không phải Bồ Tát bình thường Mà là A Duy Diệt Trí Bồ Tát A Duy Diệt Trí Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ không phải bồ tát trong thập pháp giới là bồ tát trong cõi thật báo như lai vấn đề được giải quyết ta thật sự chứng được như ý bảo châu đã đạt được ta được đại tự tại ta đạt được sự giải thoát chân thật đại tự tại trong cảnh giới này không có vọng tâm không có vọng tâm nghĩa là nói không có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước Nó khởi tác dụng Dạng đức, dạng năng Vô lượng trí tuệ Vô lượng tướng hảo Dùng đức năng tướng hảo này giáo hóa tất cả chúng sanh khổ nạn khắp biến pháp giới hư không giới chúng sanh khổ nạn chính là mê mà không giác giác rất khó không chịu buông bỏ phân biệt chấp trước như vậy tức là không giác đây là thật không phải giả trước đây đại sư trương gia từng nói với tôi không chỉ một lần phật giáo khó hiểu dễ hành hiểu tức là giác ngộ trong phật pháp thực sự giác ngộ rất khó hành dễ khi giác ngộ phàm phu thành phật chỉ trong một niệm quý vị xem dễ dàng biết bao Nhất niệm giác mà không mê Tức thành Phật Nhất niệm giác Niệm niệm giác Duyên thành Phật Đạo Vì sao phải chấp trước Vì sao cứ chấp chặt Cái tôi không chịu buông bỏ trong phật pháp không có cái tôi đến quỷ thần đều biết còn chúng sanh kiên cố chấp trước thân này là tôi chết cũng không chịu buông Quý vị xem đáng thương biết bao Nếu có thật Quý vị chấp trước là đúng Không sai Đằng này nó không phải thật Nó là giả Tịnh tông thật di diệu Quá tuyệt diệu Tịnh tông dạy chúng ta Chấp chặt A-di-đà Phật khẳng định phật a di đà chính là tôi tôi chính là phật a di đà sự chấp trước này quá tuyệt chấp trước này có thể đến thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc gặp phật a di đà liền hoát nhiên đại ngộ Đoạn tận tất cả vọng tưởng Phân biệt chấp trước Như Tông Môn nói Hít thở cùng một lỗ mũi với Phật A-di-đà Chúng ta làm sao đối trị tâm tán loạn Đối trị tâm nhiễm ô của chúng ta Niệm Phật Nên biết rằng Ngày nay xã hội khắp địa cầu đều rất hỗn loạn Do loạn tâm chiêu cảm Trên địa cầu thiên tai dồn dập Là tâm nhiễm ô chiêu cảm Tự tư tự lợi là nhiễm ô Tham sân si mạng nghi là nhiễm ô thiên tai trên địa cầu do nhiễm ô chiêu cảm hỗn loạn trong xã hội do vọng tưởng tạp niệm của chúng ta quá nhiều đúng như cổ nhân nói thần không giữ nhà họ không có nhà thì giữ như thế nào vì sao tạo thành như vậy vì dứt bỏ giáo dục của nhân dạy chúng ta con người Do dạy mà nên, người tốt do dạy mà được. Người thiện cũng dạy mà ra. Thánh hiền cũng dạy mà ra. Phật Bồ Tát cũng là dạy mà ra. Chúng ta thử nghĩ xem, người thời nay tiếp thu nền giáo dục gì thì sẽ hiểu được thôi. Người bây giờ tiếp thu giáo dục Trẻ con từ khi sinh ra Đã nằm bên cạnh TV Mở mắt ra Chúng liền nhìn thấy Chúng đang học A lại giá thức của chúng Ghi lại ấn tượng này Khi lớn lên đi học Lớp 1 tiểu học Chúng bắt đầu dùng vi tính Chúng xem tin tức trên vi tính Vi tính Vi tính dạy cho chúng những gì? TV dạy cho chúng những gì hoàn toàn tương phản với đạo đức luân lý giáo dục thánh hiền giáo dục này Vậy chúng thành người như thế nào? Chính là xã hội ngày nay Là địa cầu ngày nay Những người này gây sự hỗn loạn cho xã hội Dẫn đến địa cầu thiên tai thảm họa truy cứu nguồn gốc là do nền giáo dục gây nên vậy như thế nào kết quả sau đó đã xuất hiện rồi nếu vậy là giáo dục thánh hiền tương ưng với tánh đức thế gian này bình an hòa thuận giữa người với người tương thân tương ái hợp tác lẫn nhau thái bình thân thế trên địa cầu không hề xảy ra bất kỳ thiên tai nào mưa thuận gió hòa sông núi vững vàng đó là tâm thiện, hành thiện chiêu cảm. xã hội ngày nay, từ gia đình, giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội. hiện nay như thế nào, phải thêm vào giáo dục tôn giáo đều là mặt phụ không có chính diện có thể không xảy ra thiên tai chăng có thể may mắn thoát khỏi thiên tai chăng thiên tai biết khi nào có người trên toàn thế giới đều cầu nguyện Quá giải được thiên tai thiên tai quá giải khiến mọi người đặt nghi vấn cho rằng như thế nào việc cầu nguyện này là mê tín căn bản không có thiên tai sự phủ nhận này lại trở về chuyện mình mình làm có thể còn trở thành nghiêm trọng hơn tạo ác nghiệp càng nặng hậu quả là thiên tai thảm họa càng nặng cầu nguyện hóa giải thiên tai chúng ta không phải không tán thành biết nó có hiệu quả nhưng cũng có tác dụng phụ tác dụng phụ rất đáng sợ giống như trị bệnh vậy nhìn bên ngoài giống như lành bệnh nhưng chưa trừ sạch gốc bệnh kéo dài thêm vài năm càng nghiêm trọng hơn cuối cùng hết cách trị liệu đạo lý này mọi người rất dễ hiểu cho nên trị bệnh phải trị tận gốc cầu nguyện không thể trừ tận gốc trừ tận gốc là sao trừ tận gốc nghĩa là phải dùng giáo dục thánh hiền nên giáo dục tương ưng với tánh đức đây là trị gốc là nhổ tận gốc trong phật pháp nói rất đơn giản bảo châu tức là câu phật hiệu con người có tin chắn Câu Phật hiệu này người người đều biết niệm Mấy người niệm có kết quả Trong ngàn dạng người chỉ có một Tính tâm không sanh khởi Người nào niệm Người đó thật sự giải quyết được vấn đề Mọi người mới tin con người thời nay niệm phật không có cảm ứng tức ở đây niệm lão tận tâm tận lực chỉ ra ý nghĩa chữ bảo này cho chúng ta thấy chữ bảo này sâu sắc dễ thấy thành này là nét bút dễ rồng điện mắt nhắc nhở chúng ta chúng ta có hiểu chăng? Nói cho chưa gì biết, thấu triệt một kinh vô lượng thọ, ta mới nhận thức được chữ bảo này. Chưa thấu triệt kinh vô lượng thọ, chữ này ta biết, biết đọc, cũng biết giảng giải. Nhưng vĩnh viễn không hiểu được nghĩa chân thật của nó Ai hiểu được Người trí thành cung, cung kính hiểu tâm chí thành cung kính niệm một câu phật hiệu tương ưng với phật a di đà chư vị của đức nói một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm, niệm phật đó là chân thành cung kính ngày nay chúng ta niệm phật hiệu Mặc dù một ngày niệm 10 dạng câu Nhưng không tương ưng Vì sao vậy? Vì tâm không chân, không thành, không kính Đặt rất nhiều dấu chấm hỏi đối với câu Phật hiệu này Đó chính là nghi có rất nhiều vọng tưởng tạp niệm xen vào đó là không thành không kính vì thế không sanh cảm ứng người ta niệm một ngày có thể cảm ứng được phật a di đà đến chúng ta niệm mấy mươi năm đến cái bóng của phật a di đà cũng không có càng niệm càng hoài nghi sau cùng cho rằng có thể đây là giả không phải thật không cần nữa từ bỏ tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Khởi hoài nghi nghiêm trọng Đối với Pháp Bảo Đại Thừa Từ bỏ nó không cần nữa Đây là tội gì? Tội địa ngục A Tỳ Đều do ta tự tạo Đừng trách người khác Trất linh Do ta không có tâm chân thành cung kính Đức Phật dạy chúng ta Do giới sanh định Nhân định pháp tuệ Niệm Phật là khai trí tuệ người niệm Trước khi niệm Phật Không có nền tảng của giới Không có căn bản của tuệ cho nên niệm không có hiệu quả do đây có thể biết tu học định tuệ không phải là mục đích mà là một phương tiện mục đích của phương tiện này là gì mục đích của phương tiện này là khôi phục tâm chân thành cung kính của chính mình tìm lại nó sau đó học pháp môn sẽ rất nhanh chóng hiệu quả còn vượt ngoài sức tưởng tượng Đây là Dùng Bảo Châu Dí giới Phật hiệu Chúng ta xem tiếp đoạn thứ ba Thứ ba Đại trí độ luận Tứ thập thức nói Trong các loại bảo Pháp bảo là thật bảo Đời nay đời sau cho đến Niết Bàn đều được lợi ích câu này trong đại trí độ luận nói rất hay tất cả pháp trong thế xuất thế gian pháp bảo này là chỉ cho phật pháp là chỉ cho đại thừa tất cả pháp trong thế xuất thế gian Pháp bảo của Phật Pháp Đại Thừa là chân thật Vì sao nói nó chân thật Đời này ta được lợi ích Đời sau kiếp sau cũng được lợi ích Thậm chí ta tu hành tương lai chứng được Đại Bác Niết Bàn Vẫn được lợi ích của nó Đây gọi là chân thật Lợi ích ta đạt được là vĩnh hằng Kim ngân tài bảo thế gian Có thể lợi ích đời này của chúng ta Không thể lợi ích đời sau Sau khi thân thể này chết đi Không mang theo được một thứ gì không mang theo được cần phải buông bỏ cần gì phải truy cầu gian khổ đến thế trong kinh điển phật bồ tát thường dạy chúng ta người thông minh cần truy cầu thứ có thể mang theo được không mang theo được nên buông bỏ buông bỏ tất cả vậy là đúng công đức mang theo được phước đức cũng có thể mang theo phước đức đời sau bất luận ở đường nào đều có thể hưởng thụ phước đức công đức giúp ta vượt thoát luân hồi lục đạo ra khỏi mười pháp giới Công đức giúp ta giảng sanh thế giới cực lạc Người niệm Phật không được quên lời khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí Đô nhiếp lục căng Tình niệm tương tục Đây là bảo trong các loại bảo Trong chúa giải bên dưới nói những Pháp nói ra là Pháp bảo chân thật Pháp này chí diệu vô thượng Cho nên dí là bảo Pháp này có thể viên mãn các nguyện Cho nên dí là như ý bảo Nếu chỉ rõ bảo này Chính là Pháp trì danh Câu này Chỉ ra Rõ ràng minh bạch Pháp bảo chính là niệm Phật Chúng ta phải nhớ hiện nay địa cầu thiên tai dồn dập mấy ngày nay chúng ta thấy gió bản thuộc khu vực duyên hải lũ lụt động đất sóng thần thêm vào độc bệnh gọi là ôn dịch nếu chúng ta gặp phải như thế nào thứ nhất tâm phải định không sợ không hại Tâm sẽ định Phải sanh khởi tính tâm Câu Phật hiệu này có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề Có thể giúp chúng ta hóa giải thiên tai Nếu thọ mạng hết Vậy thì di dân đến thế giới cực lạc Tốt thôi đến thế giới cực lạc làm phật nếu như thọ mạng chưa đến chưa đến thì chưa đáng chết trong kiếp nạn có thể giữ được thân thể này phải tiếp tục niệm phật làm tấm gương tốt cho những chúng sanh không biết niệm Phật, khuyên họ niệm Phật. Nếu còn có thời gian, phải đem pháp môn này giảng giải, tường tận, giới thiệu cho mọi người. đây chính là sứ mạng và nhiệm vụ ta còn lưu lại trong kiếp nạn chúng ta có duyên với chúng sanh ở thế gian này còn một số chúng sanh nhờ đây mà được độ bây giờ chúng ta bình an vượt qua kiếp nạn này lưu lại thế gian này không phải tham đồ không phải tham đồ hưởng thụ thế gian sự hưởng thụ ở thế gian này thua xa thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc cũng không phải tham đồ hưởng thụ thế giới cực lạc mà là đến đó để tiếp thu giáo huấn của phật a di đà nghe nói thế giới cực lạc tốt tham đồ hưởng thụ ở đó nếu có tâm này thì không thể giảng sanh Phải đoạn tận Tham sân si mạng nghi Ở trước chúng ta đã học Hàng thượng thiện nhân mới có thể giảng sanh trong phật pháp thường gọi là thượng phẩm thập thiện đây là hàng thượng thiện nhân ngày nay chúng ta đến hạ phẩm thập thiện đều có vấn đề cách thượng phẩm thập thiện một đoạn quá xa chúng ta cần phải kéo nó gần lại ngay đây tại lúc này phải dũng mạnh tinh tấn kéo lại bằng cách nào những năm lại đây Ngày ngày chúng tôi khuyên mọi người Học tập Đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Sa di luật nghi siêng năng học tập bốn mục này Kéo gần được khoảng cách ta có thể trong thời gian ngắn đạt được thường phẩm thập thiện đủ điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc Hàng thượng thiện niệm Phật Họ có thể không khởi cảm ứng với Phật chăng? Chắc? chắc chắn có Có bốn nền tảng này Thêm kinh vô lượng thọ nữa là đủ nhất môn thâm nhập trường thời huân tu ta sẽ niệm đến sự nhất tâm bất loạn niệm đến lý nhất tâm bất loạn sự nhất tâm bất loạn là đại ngộ lý nhất tâm bất loạn là đại triệt đại ngộ vì sao không đi con đường này chí diệu vô thượng Đây đều là khen ngợi trì danh niệm Phật. Chí diệu vô thượng Pháp này có thể viên mãn các nguyện. Nguyện này tức là 48 nguyện của Phật A Di Đà Dùng phương pháp gì? Khiến mình viên mãn nguyện Phật A-di-đà phát 48 nguyện Mình cũng phát 48 nguyện 48 nguyện của Phật A-di-đà năm kiếp viên mãn Ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì? Trong thời gian ngắn có thể viên mãn 48 nguyện Niệm Phật niệm phật được phật lực gia trì mới có thể viên mãn cho nên pháp môn niệm phật được ví như bản như ý chúng ta xem tiếp tâm ấn niệm phật này kiên cố bất hoại có như kim can cho nên gọi là bảo tâm ấn niệm phật ấn là gì là ứng chứng của phật a di đà Phật A-di-đà dạy chúng ta niệm Phật Chúng ta thực hành Cho nên Một niệm tương ưng Một niệm Phật tương ưng Tức là tâm ứng tâm ta Và Phật A-di-đà là một tâm tâm này kiên cố bất hoại vì sao vậy vì nó là tự tánh phật a di đà là đức hiệu của tự tánh tự tánh không sanh không diệt câu danh hiệu này cũng là không sanh không diệt như kim can cho nên gọi là bảo như phẩm quán phật mật hạnh trong kinh quán phật tam muội nói đây là một câu chuyện ngắn chúng ta đọc qua một lượt ví như có người nghèo nhờ ăn mặc của người giàu có một người nghèo nhờ hào môn quý tộc để sống qua ngày Gặp lúc có một vị dương tử đi du ngoạn Cầm bình báo lớn Trong bình Chứa dương bảo ấn Bảo ứng của vua cất trong bình báo này Người nghèo giả đến thân cận người nghèo này biết trong bình có bảo vật liền đến thân cận lấy bình báo chạy đi đây là hành vi trộm cắp lấy được bình báo này liền trốn đi Dương tử phát giác sai sáu, sáu đại binh kỵ chính là kỵ binh sáu kỵ binh sáu con voi đen đuổi theo người trưởng bình báo đi vào trong đầm nơi hoang vắng Trắng động Từ bốn phương đến Muốn cắn người trộm bình này Quá sợ hãi mà chạy bên này sang bên kia Thấy trong đầm vắng Có một gốc cây sầm ướt gốc cây này rất tươi tốt đội binh báo trên đầu mà leo lên cây anh ta leo lên cây lúc này sáu kỵ binh cũng đến nơi lập tức đến dưới gốc cây người nghèo này nhìn thấy liền nuốt dương bảo ứng lấy tay che mặt Sáu con voi đen dùng dòi quật ngã gốc cây Sức dòi rất mạnh Đẩy ngã gốc cây này Người nghèo này rơi xuống đất Thân thể tan nát Chỉ có kim ứng trong bình báo phóng quang Rắn độc thấy ánh sáng đều giải tán hết Đương nhiên những kỵ binh đuổi theo này đem bình đựng vật báo này trở về. Đức Phật nói với tôn giả A Nan, người trú trong niệm Phật, tâm ứng bất hoại cũng lại như thế. Dùng bình báo Bảo ứng Để dí giới niệm Phật Ý nghĩa này rất rõ ràng Nếu chúng ta Gặp những thiên tai này Điều đầu tiên ta phải tin Không tin thì đành chịu Bất kỳ thiên tai thảm họa nào hiện tiền Buông bỏ dạng duyên Niệm có Phật hiệu này Rất hiệu quả Vô cùng thù thắng Nếu không thể Buông bỏ tình chấp Còn lưu luyến thế gian này Đức Phật rất từ bi Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Quán Âm từ bi sẽ đến cứu chúng ta khiến ta vượt qua thiên tai này hai phương pháp này đều có thể dùng niệm bồ tát quán âm cầu thân thể này còn lưu lại thế gian niệm phật a di đà không có ý niệm này chỉ nhất tâm cầu sanh tịnh độ nếu bình an vô sự vượt qua đó là phật muốn ta lưu lại thế gian này còn có nhiệm vụ chúng sanh ở thế gian này có duyên với mình ta lưu lại thế gian này chịu khổ thay chúng sanh giúp chúng sanh khổ nạn đây là phật a di đà tạm thời không tiếp dẫn chúng ta đến thế giới cực lạc tự mình phải rõ ràng minh bạch Đoạn kinh văn này trong ngoặc đơn có giải thích Kinh văn ở trên Trong quyển 95 Tông Kính Lục có chú thích Ở đây không trích dẫn Muốn hiểu tường tận ý này Đọc Tông Kinh Lục sẽ thấy Nhưng ở đây nên trần thuật lại Tức ở sau đoạn này nói Phật nói với tôn giả A Nan, Người trú trong niệm Phật Tâm ứng bất hoại cũng đều như thế Mấy câu này cần nói sơ lược một chút Nên biết pháp môn niệm Phật Là pháp bảo chân thật bất hoại Pháp môn niệm Phật Thật sự có thể tiêu trừ nghiệp chứng Túc thế Hiện đời của chúng ta Thêm chút Là chúng ta có biết niệm câu này hay không? Biết niệm Rất có hiệu quả không biết niệm là phá hoại công phu niệm phật của mình không phải người khác phá hoại mà là tự mình phá hoại nên nhớ rằng biết niệm nghĩa là chân thành cung kính không chân thành cung kính trong phật hiệu có hoài nghi có xen tạp đây là nguyên nhân phá hoại công phu niệm phật không tư ưng với những gì bồ tát đại thế chí nói bồ tát dạy chúng ta đô nhiếp lục căng câu này chưa làm được tình niệm tương tục chưa làm được tình niệm cao nhất chỉ được tương tục Câu này tiếp câu kia Có thể làm được điều này Một ngày mười dạng câu Phật hiệu không gián đoạn Làm được Nhưng không làm được tịnh niệm Không làm được đô nhiếp lục căng Vì sao có người niệm Phật hiệu quả Có người niệm Phật không hiệu quả then chốt là đây vậy trong kinh địa tạng có một ví dụ bà la môn nữ niệm phật rất hiệu nghiệm Nguyên nhân là gì Ta phải hiểu rõ ràng Chí thành cung kính Chí thành cung kính Không phải là lúc niệm Phật Mình phải chí thành cung kính Không niệm Phật Tâm liền tán loạn đây là công phu chưa rốt ráo niệm phật nếu miễn cưỡng cũng không miễn cưỡng được tất cả đều rèn luyện từ trong cuộc sống hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày dùng tâm chân thành cung kính đối với chính mình đây là điều đầu tiên đối với mình không có tâm chân thành cung kính đối với người khác càng không cần nói chúng ta gọi là thương mình người biết thương mình mới biết cách thương người người không thương mình làm sao họ biết thương người đây là điều kiện đầu tiên người thật sự thương mình người này trong đời nhất định giảng sanh nhất định có thể thành phật tự thương mình là thương gì là yêu tánh đức của mình yêu linh tánh của mình không ngừng nâng cao lên yêu trí tuệ của mình yêu đức hạnh của mình yêu tướng hảo của mình đây là yêu thật sau đó mới có thể yêu người yêu người như yêu mình yêu nước như yêu nhà tình yêu này mới có thể tiến lên mới có thể rộng lớn nếu không có lấy gì để tiến lên lấy gì để mở rộng rốt cuộc điên đảo hết đều là tự tư tự lợi đều là danh văn lợi dưỡng Diệu pháp niệm Phật này Tâm tác tâm thị Toàn tánh khởi tu Toàn tu tại tánh Bốn câu này không thể nghĩ bàn Diệu pháp niệm Phật này diệu ở chỗ nào? đều là lời đức phật nói trong kinh luận đại thừa thị tâm tác phật thị tâm thị phật tâm tất cả chúng sanh vốn là phật bây giờ mê trở thành phàm phu nhưng phàm phu ngày nay giác ngộ họ lại muốn phát tâm làm phật niệm phật chính là làm phật vì sao vậy đức thế tôn thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Niệm Phật không phải chính là trong tâm nghĩ đến Phật sắc. Niệm Phật A Di Đà là nghĩ đến Phật A Di Đà. Phật A Di Đà liền xuất hiện. Xuất hiện ở đâu? Xuất hiện trên hình tướng của thân thể này. chứ gì phải nhớ Tướng tùy tâm chuyển Phật A-di-đà là gì? 48 nguyện là Phật A-di-đà Kinh vô lượng thọ là Phật A-di-đà Câu a di đà Phật này Khiến chúng ta toàn tâm Toàn thân hiển hiện ra 48 nguyện Thân tâm ngay lúc này Chính là chân thân của Phật A-di-đà Phật Di Đà hiển hiện ra trong thân tâm chúng ta Trong hệ niệm Pháp sự Thiền sư Trung Phong nói Tâm ta tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm ta Ở đây tức là tịnh độ tịnh độ tức là ở đây chính là ý này là thật không phải giả chưa vị tổ sư đại đức thường nói quý vị biết chăng quý vị biết niệm chăng toàn tánh khởi tu Tánh là tánh đức Tánh đức viên mãn Trong một câu danh hiệu Hiển thị ra một cách viên mãn không thiếu không dư thông thường gọi là tương ưng câu phật hiệu này chính là từ tánh viên mãn Tự tánh viên mãn tức trong một câu danh hiệu này. Toàn tu tại tánh. Tánh tu là một, không phải hai. Tánh là lý. Tu là sự lý sự 02ấn là thể tu là tướng Tánh tướng nhất như Trong tánh có tướng Trong tướng có tánh Tướng tánh là một không phải hai chúng ta có thể quán như thế quán chính là tu tập ký phiền não tự nhiên nhạc dần nhạc dần từng ngày nhạc dần từng năm cảnh giới nâng cao lúc nào không hay biết không cố định gặp nhân duyên gì tác động ta liền triệt ngộ tự tâm khởi niệm hoàn niệm tự tâm lấy quả giác của Phật làm nhân tâm của mình. Cho nên, khiến nhân tâm đúng đồng quả giác. Mấy câu này không nhiều. Nói thấu triệt về nguyên lý niệm Phật. tự tâm khởi niệm tâm này là chân tâm không phải vọng tâm chân tâm khởi niệm tương ưng với quả đức của phật di Đà quả đức Đơn giản mà cụ thể chính là 48 nguyện Hoàng niệm tự tánh Biến 48 nguyện của Phật A-di-đà Thành 48 nguyện của mình biến kinh vô lượng thọ của phật nói thành kinh vô lượng thọ hiển lộ ra tự tánh dùng quả đức Tu hành năm kiếp của Phật A-di-đà Thành tựu thế giới cực lạc Thành tựu mười phương cõi nước Vô lượng, vô biên chúng sanh Viên thành Phật Đạo Công đức này lớn biết bao Ngày nay chúng ta lấy quả giác này Làm nhân địa của chúng ta Nhân quả là một Không phải hai Cho nên Nhân tâm đúng đồng quả giác Nhân quả không hai Nhân quả đồng thời Trong Phật Pháp Thường dùng hoa sen làm biểu pháp Không phân biệt tông phái không phân biệt hiển mật cũng không phân biệt đại thừa hay tiểu thừa tất cả đều dùng hoa sen làm biểu pháp hoa sen biểu trưng điều gì biểu trưng nhân quả không hai trong tất cả loại thực vật các loại hoa cỏ chỉ có hiện tướng của hoa sen là viên mãn nhất Quý vị thấy hoa sen nở Hạt đã có trong đó Hoa là nhân Hạt là quả Hoa quả đồng thời Lấy ý này trú trong niệm phật tâm ấn bất hoại nhật báo của công đức chính là tâm này trong này quan trọng nhất là chữ trú phật phải trú trong tâm an trú trong tâm trong tâm không có tạp niệm chỉ có phật ngoài phật ra không có gì cả niệm từ tâm khởi âm thanh ra từ miệng lại nghe từ tai các bậc cổ đức dạy chúng ta phương pháp nhiếp tâm niệm phật phật sanh khởi từ tâm niệm ra từ miệng tai nghe vào lại tiếp tục trở về tâm Tâm ứng này Tương ưng với tánh đức Tánh đức bất hoại Đương nhiên Tâm ấn cũng bất hoại Vật báo của công đức Chính là tâm này Tâm này Bất sanh bất diệt Thanh tịnh, đầy đủ tất cả Bất động, năng sanh dạng pháp Có thể thành tựu dạng pháp Cho nên tâm ứng này gọi là bảo ứng Đại nguyện chi đà, phổ độ chúng sanh thành Phật Câu này rất quan trọng Đây đúng là tâm đại bồ đề Chúng ta có ý niệm này chắc Là có thật hay là giả phổ độ chúng sanh thành phật là đại nguyện của phật di đà Nếu đệ tử Di Đà không có nguyện này là không tương ưng với tâm của Di Đà. Tất cả chư Phật khi còn ở nhân địa đều phát nguyện Tứ hoàng thệ nguyện Thứ nhất là Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Độ ở đâu? Độ như thế nào? Ở sau nói thêm ba điều Tự hành hóa tha Đoạn phiền não Học pháp môn Thành Phật đạo Tự tha Đoạn. không hai Đại nguyện Phật Di Đà Nói đến tận cùng là Phổ độ chúng sanh thành Phật Đương nhiên mình phải thành Phật trước mình chưa thành phật không thể khổ độ chúng sanh thành phật pháp môn tịnh tông tự mình thành phật như thế nào niệm phật thành phật được chăng được Căn cướp vào đâu Đức Phật từng nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng của tôi là a di Đà Phật Thành Phật Thành Phật chính là thành Phật a di Đà Thế giới Tây Phương Cực Lạc có Phật A-di-đà Tâm tôi có Phật A-di-đà Là hòa thành nhất thể với Phật A-di-đà Ở thế giới cực lạc Chư vị Bồ Tát Khắp mười phương thế giới Giảng sanh đến thế giới cực lạc Cũng là đồng một nguyện với Phật A-di-đà Phổ độ chúng sanh thành Phật Đều thành nhất thể với Phật A-di-đà Đồng tâm, đồng nguyện Đồng đức, đồng hạnh với Phật Pháp thân Phật Di-đà Biến Pháp giới hư không giới Báo thân và ứng thân cũng như vậy Vô cùng thù thắng trang nghiêm Vì thực hành đại nguyện này Cho nên đại khai pháp tạng rộng thí vô tận công đức là vật báo trang nghiêm vô thượng vì thực tiễn nguyện này cho nên đại khai pháp tạng rộng thí Không có điều kiện Không có đối tượng cố định đặc biệt Tất cả chúng sanh Vô tận công đức Là báo trang nghiêm vô thượng đây là Chỉ Kinh điển Đại Thừa Những người học Phật đều biết Phát bảo vô thượng trong kinh luận đại thừa kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh diệu pháp liên hoa mọi người đều biết thời đại tùy đường là thời kỳ hoàng kim của phật giáo quốc gia hộ pháp quốc dương đại thần đều quy y phật hoàng hộ chánh pháp Mười tông phái của Đại Thừa Và Tiểu Thừa Đều thành lập vào thời đó Rất thù thắng trang nghiêm Chưa gì Tổ sư Đại Đức Chúng ta tin rằng Họ là người tái sanh Không phải phàm phu Biết hậu nhân chúng ta Đối với những kinh điển này Có nghi hoặc Có phân biệt Có chấp trước Làm chướng ngại cho việc tu học Thọ chuẩn bị trước cho chúng ta trong tất cả kinh giáo này kinh điển nào đứng hàng đầu trước tiên chọn ra thứ nhất kinh nhất thừa còn cao hơn cả đại thừa kinh pháp hoa nói như lai xuất thế chỉ nói pháp nhất thừa không hai cũng không ba trừ phật phương tiện nói mấy câu này rất quan trọng pháp nhất thừa chưa vị tổ sư cao tăng công nhận chỉ có ba bộ kinh là pháp nhất thừa thứ nhất là kinh hoa nghiêm thứ hai là kinh pháp hoa thứ ba là kinh phạm dõng kinh phạm dõng chưa truyền đến trung quốc kinh hoa nghiêm và kinh pháp hoa đã truyền đến rồi kinh phạm dõng chỉ truyền đến một phẩm phân lượng bộ kinh này rất lớn phẩm bồ tát tâm địa giới đã truyền đến kinh phạm vọng bồ tát giới nhất thừa là nói thành phật đại thừa là nói thành bồ tát không phải cao nhất nhất thừa là cao nhất Pháp hoa hoa nghiêm đến sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Quy về Cực Lạc Khiến chúng ta trong những kinh luận này Nhận thức được Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ là tối thượng của Đại Thừa Vô Thượng Chi Bảo Chính là chỉ kinh vô lượng thọ Cho nên câu sau này nói Đây tức là pháp bảo Chân thật của tính nguyện trì danh Tức chỉ bộ kinh này Không riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khuyên chúng ta phải tin Mà mười phương chư Phật Như Lai Nhị khẩu đồng thanh Khuyên chúng ta Tính nguyện trì danh Điều này không tìm thấy trong tất cả kinh luận Chỉ có kinh này có Cho nên Kinh này là vô thượng chi bảo Pháp bảo chân thật Người trú trong niệm Phật Tâm ứng bất hoại đúng là con mắt của nhất đại tạng giáo chúng ta trì danh không có hiệu quả là không có nhận thức đối với kinh này Không biết đó là Chư Phật Như Lai Đại Khai Pháp Tạng Là bảo vô thượng trong rộng thí vô tận công đức Không biết Vì thế không coi trọng một kinh này cũng xem thường pháp môn niệm Phật này Người niệm Phật biểu hiện không thích đáng Khiến xã hội đại chúng sanh ngộ nhận rất nghiêm trọng Quý vị niệm Phật không có hiệu quả thông thường đại chúng do không nghiên cứu đối với kinh giáo toàn nhờ vào đệ tử của tịnh tông đặc biệt là hàng đệ tử xuất gia quý vị thể hiện ra một tấm gương tốt cho mọi người noi theo khiến mọi người nhìn thấy thực sự khâm phục thật sự tôn trọng. Thật sự khen ngợi. Thật tâm muốn học tập với quý vị. Đây mới là đệ tử của Phật Di Đà. chúng ta rất hổ thẹn chưa làm tròn trách nhiệm của mình không toàn lực học tập kinh giáo đây là thật phật giáo suy thoái đến cực độ không có thiện tri thức đúng là đời này không như đời trước tạo thành hiểu lầm nghiêm trọng cho xã hội đại chúng Khi trì danh niệm Phật Tức là lúc tâm ấn phóng quang Chúng ta trì danh niệm Phật Tâm ấn có phóng quang chăng? Nếu tâm ứng phóng quang Nhất định có sức mạnh giết thọ chúng sanh vì sao tâm ứng chúng ta không phóng quan chúng ta niệm phật không dùng chân tâm chân tâm niệm phật tự nhiên phóng quan cũng có người chân tâm niệm phật chúng ta từng thấy từng nghe cảm động sâu sắc đó chính là sức mạnh năng lượng họ phóng quang khiến người khi nghe thấy đều cảm động không có gì khác chính là dùng chân tâm cho nên nói một tiếng phật hiệu một tiếng tâm tức là tâm quan mỗi tiếng phật hiệu Mỗi tiếng tâm Đây là quang minh trong tự tánh phổ chiếu Cuộc Đại Tập Kinh nói Như người niệm Phật A-di-đà Đức vô thượng thâm diệu thiền câu này đức thế tôn nói trong kinh đại tập chưa gì phải tham cứu tương tận Niệm của... Phật không bằng thiền ư Chư gì hỏi thử hỏi. nghĩ xem Pháp dẫn của Đức Phật Là 12.000 năm Bắt đầu tính Từ lúc Đức Phật diệt độ một ngàn năm đầu tiên gọi là thời kỳ chánh Pháp. Căng tánh chúng sanh thuần hậu. Thế giới có thể thành tựu. đưa theo giới luật tu hành có thể chứng quả A-la-hán. Đến một ngàn năm thứ hai căn tánh chúng sanh dần dần chậm lục Trì giới không thể thành tựu Phải tu thiền định Thời kỳ tượng Pháp chỉ tương tự Không chân thật như trước Thiền định thành tựu Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Chính là bắt đầu của thời tượng Pháp Một ngàn năm sau khi Phật diệt độ Một ngàn năm thứ hai Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Vì thế giai đoạn này Thiền Tông cực kỳ hưng thịnh Trong Đại Tập Kinh nói như vậy Dự ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành hiện thực Tu thiền định có thể khai ngộ Có thể chứng quả Nhưng qua thêm một ngàn năm nữa Ba ngàn năm sau Vào thời kỳ mạt Pháp Chúng ta hiện nay là thời kỳ mạt Pháp Mà thời mạt Pháp Mạt Pháp mười ngàn năm Đã qua một ngàn năm Càng tánh chúng sanh Càng ngày càng ngu muội Tu thiền không thể thành tựu Dùng phương pháp gì? Niệm Phật Mười ngàn năm thời mạt Pháp Niệm Phật thành tựu Thử nghĩ xem chúng ta là người trong thời đại này giới không thể thành tựu thiền cũng không thành tựu niệm phật có thể thành tựu giống như bị bệnh người sống trong thời kỳ chánh pháp bệnh rất nhẹ dùng giới luật trị họ lành ngay người trong thời kỳ tượng pháp bệnh nghiêm trọng hơn Phương thuốc giới luật này không còn hiệu quả Dùng phương thuốc thiền định được Có thể giúp họ Thời kỳ mạc phát Bệnh tình nguy kịch Hết cách cứu chữa Phương pháp giới luật Phương pháp thiền định đều không được Niệm Phật có thể cứu Quý vị nói phương thuốc nào chi chịu Vẫn là niệm Phật Niệm Phật Mới là diệu bảo vô thượng Cứu được chúng sanh thời mặt Pháp Nếu gặp thời kỳ chánh Pháp, tượng Pháp Họ có thể không thành tựu ức Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế Khuyên phụ dương mình Đức Phật nói Pháp gì cho vua cha Nói Pháp môn niệm Phật Đó là thời kỳ chánh Pháp Lúc Phật tại thế Ngài không dạy vua cha Pháp môn khác Dạy vua cha tu Pháp môn niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Chúng ta phải tĩnh tâm Quan sát tường tận mới biết Pháp môn này vượt qua tất cả các pháp môn Trong vô lượng vô tận pháp môn Pháp môn niệm Phật đứng hàng đầu Vì thế Vào thời Càng Long Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh Trong Chú Giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói rằng Nếu chúng ta gặp thiên tai thảm họa lớn Tất cả kinh điển pháp môn đều không cứu được Đều không có hiệu quả sau cùng vẫn còn một pháp môn Chắc chắn cứu được Là pháp môn gì? Là chân thật niệm Phật Câu sáu chữ hồng danh này Có thể cứu độ mọi ách nạn hiệu quả thù thắng hơn bất kỳ phương pháp kinh sám Phật sự nào đáng tiếc tuyên dương chưa rốt ráo xã hội đại chúng rất ít người biết họ gặp thiên tai liền lạy sám lạy lương hoàng sám lạy thủy lục sám pháp hội thủy lục đại sư quán đảnh nói với chúng ta những nghi thức sám hối này đều không có hiệu quả pháp môn niệm phật có hiệu quả bởi vậy chúng ta mới biết thiền sư trung phong biên tập tam thời hệ niệm pháp sự đó là dụng ý gì Mọi nghi thức sám hối đều mất hiệu quả Phương pháp niệm Phật được Lấy kinh A-di-đà Và một câu Phật hiệu làm chủ Câu Phật hiệu này dùng thiền để nói là siêu thượng thâm diệu thiền đối với lời nói tối thượng có thể tính thọ niệm lão nói nếu có thể tin có thể tiếp nhận tức nhờ thâm ân của phật ta nhờ ân huệ của phật mở con mắt trí tuệ cho ta được thân quan minh điều này không phải tương lai không phải đến thế giới cực lạc đạt được ngay hiện tại trí tuệ nhãn tức không còn mê hoặc Thân quang minh là không gặp bất kỳ thiên tai thảm họa nào. Ngôn ngữ tâm ứng trên cũng tức là ứng như lai tâm tâm tương ứng. Điều này ở trước nói rất nhiều. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này là tâm tâm tương ứng với Phật A-di-đà. Chư Tổ lấy tâm truyền tâm Nghe bảo ứng này Dù tan thân cũng khó báo đáp Chư Phật Như Lai Tổ sư Đại Đức Có cần ta báo ân chăng? Không cần Chư Phật Như Lai Chư vị Tổ Sư Đại Đức Cùng một tâm nguyện với Phật Phổ độ chúng sanh thành Phật Chúng ta phải chân tâm thật thà niệm Phật Đời này chắc chắn giảng sanh Giảng sanh nhất định thành Phật Đây là cách báo ân Phật triệt để nhất Nói cách khác đời này chúng ta không thể giảng sanh tức là cô phụ ân đức phật tổ có được nhận thức này không dễ nhất định phải biết quý trọng phải y giáo phụng hành thôi hôm nay hết giờ rồi